Tỷ 54 cửa. Bài 54 tương với phần tiếp theo của bài 15 quyển 1. Đầu tiên hãy nhắc lại từ nhân viên. Nhân viên. Nhân viên công ty. Công sư trí viên. Công sư trí viên. Nhân viên trường học. Xuế xào trí viên. Có bao nhiêu nhân viên? Yếu đua sào trí viên. Bây giờ là từ đại khái, khoảng. Tạ cải. Tạ. Tạ. Cải. Cải. Tạ cải. Tạ cải. Đại khái 200 đô. Tạ cải 200 mỹ yuan. Tạ cải 200 mỹ yuan. Tạ cải 200 mỹ yuan. Đại khái có bao nhiêu? Tạ cải yếu đua sảo. Tạ cải yếu đua sảo. Đại khái có bao nhiêu nhân viên? Tạ cải yếu đua sảo trí yuan. Tạ cải yếu đua sảo trí yuan. Đại khái có 100. Đại khái có 100. Đại khái có 100. Bây giờ là cách nói hơn 100, nguyên văn là 100 nhiều. 100 tua. 100. 100. Tua. Tua. 100多, 100多, hơn 100 người, nguyên văn là 100 nhiều cái người. 100多个人, 100多个人, hơn 100 nhân viên. 100多个职员. 100多个职员. Hơn 200. 200多. 200多. Hơn 200 nhân viên. 200多个职员. 200多个职员. Hơn 300. 300多. 300多. Hơn 300 nhân viên. 300多个职员. 300多个职员. Có hơn 100 nhân viên. 有100多个职员. 有100多个职员. Đại khái có hơn 100 nhân viên. 大概有100多个职员. 大概有100多个职员. Có bao nhiêu nhân viên? 有多少职员. 有多少职员? Đại khái có hơn 100 nhân viên. 大概有100多个职员. 大概有100多个职员. Đều là nhân viên Trung Quốc à? 都是中国职员吗? 都是中国职员吗? Không đều là, không phải đều là.
Bù tâu sư. Bù tâu sư. Không phải đều là nhân viên Trung Quốc. Bù tâu sư Trung Quốc trí yuán. Bù tâu sư Trung Quốc trí yuán. Bây giờ là từ nước ngoài, ngoại quốc. Ngoại quốc. Ngoại. Ngoại. Quốc. Quốc. Ngoại quốc. Ngoại quốc. Người nước ngoài nguyên văn là ngoại quốc nhân. Ngoại quốc nhân. Ngoại quốc nhân. Giáo viên nước ngoài. Ngoại quốc lão sư. Ngoại quốc lão sư. Luật sư nước ngoài. Ngoại quốc luật sư. Ngoại quốc luật sư. Nhân viên nước ngoài. Ngoại quốc trí yuán. Ngoại quốc trí yuán. Cũng có nhân viên nước ngoài. Yế yếu ngoại quốc trí yuán. Yế yếu ngoại quốc trí yuán. Hãy hỏi lại, có bao nhiêu nhân viên? Yếu tuổi sào trí yuán. Yếu tuổi sào trí yuán. Đại khái có hơn 100 nhân viên. Đa gài yếu yì bài tuô gơ trí yuán. Đa gài yếu yì bài tuô gơ trí yuán. Đều là nhân viên Trung Quốc à? Đâu sư Trung Quốc trí yuán mà? Đâu sư Trung Quốc trí yuán mà? Không phải đều là nhân viên Trung Quốc. Bù tâu sư Trung Quốc trí yuán. Bù tâu sư Trung Quốc trí yuán. Cũng có nhân viên nước ngoài. Yế yếu ngoại quốc trí yuán. Yế yếu ngoại quốc trí yuán. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không sao. Mấy quan xỉ. Cơm chỉ cơm gạo thông thường. Mì phản. Mì sợi. Miễn thiếu. Quýt bán thế nào? Chúi từ giấm mắm mải. Tiểu thư. Xéo chỉ ạ. Trương tiên sinh, xin hãy đếm thử xem. Trang xiên sẵn, chính sủ y sủ. Tìm ai? Chào sấy. 6293-1074. 6293-1074. Mary cũng là lưu học sinh. Mã Lị也是留学生. Bạn thấy thế nào? 你觉得怎么样? Bạn học mới. 新同学. Một ít thuốc bắc. 一些中药. Trong vali. 箱子里. Hai cái y phục, hai cái quần áo. 两件衣服. Một lọ nước hoa. 一瓶香水. Từ điển. 词典. Ba cái bút.
San rư bỉ. Uống cốc trà đi. Hơ bê trà bả. Xe của mình. Ủa đờ chưa. Xanh lam ấy là xanh lam ấy, nhấn mạnh. Lán tờ. Sự lán tờ. Mẹ. Mama. Một tấm ảnh của cả nhà. Yì zhāng quán jiā de zhào piàn. Chỉ có em trai. Zhí you dì dì. Làm công việc gì? Zuò shěme gōngzuò? Bệnh viện. Yī yuàn. Cửa hàng. Shāng diàn. Đại phu. Đại phu. Giám đốc của công ty. Công sư de jīng lǐ. Luật sư. Luật sư. Tương đối nhỏ, nhỏ hơn. Bí chào xào. Đại khái là có. Đại khái có. Nhân viên người nước ngoài. Nhân viên nước ngoài. Ngoại quốc trí yuán. Hơn 100 người. 100 多个